Hai, Cảnh chào tất cả đại gia đình mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ cho đến đại gia đình mình á một cái cách để mình luộc gân bò mềm, rất là mềm luôn. Trước tiên muốn cho mình chế biến món gân này, mình phải cho vô một cái nồi. Rồi sau đó mình sẽ cho một cái phần gân bò vô nha cả nhà. Đây, mình cho vô đây, mình ướp đúng 15 phút nha cả nhà. Rồi tiếp theo cả nhà mình chuẩn bị cho Cảnh một củ gừng nhỏ nha. Rồi coi phần củ gừng này mình xắt nhỏ nhỏ ra, xắt xắt lát lát rồi xong mình xắt nhỏ ra nha cả nhà. Rồi tiếp theo mình xắt miếng nhỏ nhỏ ra để khi mình cho vô phần, vô cái cối giả, mình giả cho nhuyễn ra nha cả nhà. Mình xắt ra nhỏ vậy mình dễ giả hơn và nhanh hơn. Rồi phần gừng mình cho vô cái cối. Rồi sau đó mình giả nhuyễn ra cả nhà. Rồi cái phần củ gừng mình sẽ giả nhuyễn ra rồi. Mình sẽ cho vô một cái nồi nha cả nhà. Rồi mình cho vô cái phần gừng mình mới giả. Rồi tiếp theo cả nhà mình sử dụng cho Cảnh một lon bia nha, bia gì cũng được nha, không nhất thiết là phải đúng loại bia nha. Đây Cảnh sử dụng một lon bia, bia gì cũng được, miễn có bia là được nha cả nhà. Rồi sau đó mình cho vô hết một lon bia luôn. Rồi đây là một cái nồi nước hỗn hợp Cảnh để ướp pha phần răng, thì phần răng này thì Cảnh cho vô đây, mình cho đây mình ngâm 15 phút nha cả nhà. Mình ngâm 15 phút sau đó mình đem đi chế biến món ăn nha. Là sau đó mình đem đi ra luộc lại. Này là cách này làm gân bò rất là mềm luôn cả nhà. Rồi phần gân bò này mình sẽ trộn cho đều lên. Sau đó mình ngâm đi hấp hoặc đi luộc thì cũng được nha cả nhà. Là gân bò của mình nó rất là mềm. Tại vì nó có cái phần gân là cái đất để làm mềm. Phần bia cũng vậy. Hai cái kết hợp lại là làm mềm và nó khử được cái mùi hôi tanh của mùi bò nha. Rồi bây giờ Cảnh sẽ cho qua một bên. Rồi trong thời gian chờ đợi gân bò nó mềm nó thấm vô ra thì mình chuẩn bị một ít tỏi nha cả nhà. Mình xắt ra nhuyễn ra nha, mình băm nhuyễn ra. Rồi phần tỏi mình cho vô cái một cái tô nhỏ, mình cho qua một bên. Mình sau đó mình sử dụng một ít hành lá nữa cả nhà. Rồi tiếp theo mình sử dụng một trái ớt nha cả nhà. Thì cả nhà mình ăn ớt cay hay nhiều ít thì đó tùy theo mình để nha. Thì phần ớt này Cảnh sắc xéo ra để mình trang trí cho nó đẹp, và thứ hai nó tăng cái độ cay lên với cả nhà. Ớt mình cũng cho qua một bên. Rồi sau đó mình sử dụng một ít rau mùi nữa nha cả nhà. Rồi tiếp theo mình sẽ nêm nếm theo cái khẩu vị mình nha. Cảnh cho dây cà no thì khẩu vị mình ăn như thế nào mình nêm theo cái đó. Thì muối thì Cảnh cho vô nửa muỗng, Cảnh sử dụng bằng muỗng nhỏ nha cả nhà. Đường Cảnh cũng cho vô một muỗng luôn. Còn phần nước tương thì Cảnh cho vô một muỗng rưỡi, Cảnh cũng sử dụng bằng muỗng nhỏ nha cả nhà. Rồi tiếp theo Cảnh cho vô đây một muỗng giấm nữa nha cả nhà, giấm trắng giấm chua mình á, để mình tăng cái vị chua chua ngọt ngọt cay cay nha. Thì cả nhà mình có giấm thì mình sử dụng bằng giấm, còn nếu không có giấm mình sử dụng bằng chanh cũng vẫn được nha. Rồi tiếp theo Cảnh cho cái dầu, dầu ăn mình đun nóng lên nha, để cho nó kích thích vị mùi là thơm lên nha cả nhà. Rồi cái phần nước sốt này mình cho qua một bên nha. Rồi thời gian cũng được 15 phút rồi. Bây giờ Cảnh sẽ cho cái phần răng này cho lên cái lò, Cảnh sẽ đun sôi lên nha, 15 phút nha. Thì nếu cả nhà mình nếu mà ăn mềm thiệt là mềm thì mình đun khoảng
20 phút là răng nó sẽ mềm nha cả nhà. Còn cả nhà nào mà mình thích ăn vừa mềm mà còn hơi dai dai một chút thì mình sẽ luộc đun sôi lên tầm khoảng 15 phút là ok. Còn muốn mềm nữa thì mình tăng lên nhiệt độ 20 phút thời gian lên á, thì sau đó là mình lấy ra, răng nó rất là mềm nha. Cái phần nước này cả nhà mình đừng có đổ ra nha, mình cho lên mình luộc luôn nha. Tại vì cảnh ướp qua trong thời gian 15 phút để cho thấm rồi mình mới luộc sau. Rồi bây giờ cảnh cũng đã đợi được 15 phút rồi cả nhà. Thì cả nhà mình nhớ nha, tính từ nước lúc mà nước vừa sôi lên thì mình canh đủ 15 phút là mình nhấc xuống nha. Còn cả nhà nào mình thích ăn mềm nữa, mềm thì như miếng thịt nạc, thì cả nhà mình để cho tê cảnh đúng 20 phút. Cái này cảnh lấy ra và cảnh lấy đôi đũa cảnh xem cho cả nhà mình xem nha. Coi. Và bây giờ cảnh sẽ tắt lửa. Rồi cái phần gân bò đây cả nhà mình xem, cảnh sẽ lấy một chiếc đũa cảnh ghim thử cho cả nhà mình xem nha. Đây cả nhà mình xem đó, rất là mềm nha đó, mềm mà dẻo này cả nhà xem đây, nó không có dây dài cả nhà. Đây rất là mềm. Thì gân bò mà cả nhà mình cầm đũa mà xiên qua được á, là tất nhiên gân bò đó rất là mềm nha. Còn nếu mà cái bò nha, cả nhà mình làm cho những ai mà răng yếu á, mình để khoảng chừng 20 phút là nó sẽ mềm luôn, nó không còn cái độ dẻo nữa đó. Thì khi vậy thì cả nhà mình cứ áp dụng theo ra mình làm nha. Rồi còn phân gà bò này cảnh sẽ sắt ra, thì mình con bò này mình sắt vừa miếng vừa ăn nha cả nhà. Và gân bò mình cắt xong, mình cho vô cái thau nhỏ mình chút nữa mình dễ trộn nha cả nhà. Rồi tiếp theo thì phần nước sốt hồi nãy mình đã làm rồi. Thì cái gân bò này cảnh chỉ chia sẻ cho cả nhà mình á cái cách để mình làm cho nó mềm thôi. Còn cả nhà mình muốn thích mình xào hay mình làm bất cứ món gì đó, luộc mình hấp dễ tùy theo cả nhà mình nha. Còn cảnh thì chỉ chia sẻ cách ra mình làm cho gân bò nó mềm thôi. Rồi tiếp theo thì ba phần rau mùi cảnh cho lên đây luôn, còn phần ớt thì cảnh cũng cho vô luôn, cảnh trộn một lần một luôn. Rồi tiếp theo mình trộn xong mình cho ra một cái dĩa nha cả nhà. Rồi đây cái phần răng bò hấp thái của cảnh cũng đã xong. Thì cả nhà mình xem thì răng bò của cảnh rất là mềm nha. Thì nãy cảnh cũng có lấy một đôi đũa cảnh xem thử cho cả nhà mình xem, thì nó rất là mềm, mềm không khác gì một miếng thịt luôn cả nhà. Thì nếu mà cả nhà mình muốn ăn mềm thêm nữa thì mình cho thêm 5 phút nữa nha. Tại vì cảnh luộc đây á chỉ có 15 phút thôi nha. Nếu mình cho thời gian tầm 20 phút miếng răng bò mình nó không còn cái độ dai nào hết nha đó. Thì cái cách để mình làm răng bò mềm và đơn giản thì cả nhà mình thấy có hữu ích á, thì cho cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của cảnh nha. Thôi cảnh chào tất cả đại gia đình mình nha. Hẹn đại gia đình mình gặp lại clip sau nha.